Liên quan đến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, mới đây thì Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nên lựa chọn phương án nghỉ Tết là 7 ngày. Theo đó, công chức viên chức nghỉ Tết âm lịch từ thứ Năm ngày 26 tháng 1 đến hết thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2017, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng. Bộ Nội vụ lý giải do mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch tức ngày 28-29 tháng 1 năm 2017, dương lịch trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên phương án này là phù hợp. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có tờ trình Chính phủ về số ngày nghỉ cho dịp Tết âm lịch năm 2017 với hai phương án đưa ra là nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày. Sau đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nêu ra quan điểm là nên chọn phương án nghỉ 10 ngày để thuận lợi đi lại cho các lao động ở xa. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cho rằng nghỉ Tết 10 ngày cũng có thể giúp kích cầu tiêu dùng, du lịch, đồng thời giảm tạo áp lực ùn tắc giao thông.